quái vật cá chấm nặng tới 52 kg ở Thái Nguyên. Một con cá chấm nặng đến 52 kg được người dân bắt trên hồ núi Cốc thuộc địa bàn xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Vào khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 7, tại địa bàn xã Tân Thái, người dân đã bất ngờ đánh bắt được một con cá chấm nặng đến 52 kg. Theo người dân thì vào thời gian trên, họ đã rất vất vả để có thể bắt con cá chấm và đã phải sử dụng phương pháp đánh cá bằng lưới úp hay còn gọi là lưới sập, có diện tích lên đến 250m² xuống mặt hồ. Ngay sau khi người dân xác định lưới đã khống chế được con cá chấm trên, nhiều người đã cùng kéo con cá chấm lên bờ trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người dân. Trao đổi với chúng tôi, một người dân địa phương cho biết, hồ núi Cốc có rất nhiều cá trọng lượng lớn, đơn cử như gần đây cũng có một người đã bắt được con cá chấm với trọng lượng lên đến 61 kg và bán được 30 triệu đồng. Lần này bắt được con cá chấm nặng 52 kg, quả là một kỳ tích đáng nể. Ngay sau khi bắt được con cá chấm khủng trên, rất nhiều người dân trong vùng đã kéo đến hỏi mua, nhưng một vị khách tại Hà Nội đã mua với giá lên đến vài chục triệu đồng. Được biết, hồ núi Cốc là một hồ nhân tạo ở Thái Nguyên, có diện tích mặt nước là 25 km vuông. Ngoài việc phục vụ du lịch, hồ cũng là nguồn cung cấp nước tưới tiêu của người dân toàn tỉnh Thái Nguyên.